chiều 10 tháng 11, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ người phụ nữ ở xã Phùng Xá bị một người đàn ông xông vào nhà tung cước đá tới tấp vào mặt, khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu. Theo những hình ảnh được camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 11 tại làng Bùng, xã Phùng Xá. Thời điểm này, một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một người đàn ông xông vào đá liên tiếp vào mặt và người chị này, khiến nạn nhân ngã xuống sàn, bất tỉnh. Khi người phụ nữ nằm dưới sàn, người đàn ông này vẫn tiếp tục đá, đạp lên người và bụng nạn nhân. Trước khi bỏ đi, người này còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất và bồi thêm một cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân. Nạn nhân bị thương tích nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an xã Phùng Xá và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt nghi phạm.